7-Eleven đúng không? Ngày 11 tháng 7 thì đây mình sẽ gọi July 7th celebrating 7-Eleven và rất là muốn cảm ơn everybody from Monster. So can mọi người vỗ tay cho bên 7-Eleven and Monster please. Bản thân mình thì trong cái việc thi đấu cũng như việc chiến lĩnh và tập luyện thì mình cần rất nhiều điều phải cải thiện. Còn ở lúc còn ở việc thi đấu thì mình sẽ luôn giữ vững tinh thần là ổn định tâm lý, cũng như là có một cái tinh thần thép và có một cái đầu lạnh để mà kiểu mình thi đấu thật cho tốt ấy. Thì nghĩ đó là cái bí quyết. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của Kia Gia, cảm ơn bạn rất nhiều. Và sao lại vì tại vì cái câu hỏi lúc nãy thì em là người ở trong cuộc, em là người mà đồng đội của Kia Gia, thì em cũng confirm lại là đúng, không phải là lúc nào Kia Gia cũng sẽ giữ được cái phong độ rất là ổn định để có thể gánh vác cái trọng trách của cả đội. Nhưng mà mỗi khi em thấy Kia Gia mỏi mệt hay là Kia Gia có trạng thái không tốt thì Kia Gia lại chung vào khóc và uống cho mình một lon Monster. Đó là bí quyết đó các bạn, đó là bí quyết đó. Có nghĩa là hay đội trưởng nó có khác đúng không nào? Bởi vậy đâu có ai muốn đội trưởng đi đâu, đội trưởng phải ở lại đúng không ạ? Vâng, thì rất dễ thương. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần chắc chắn mọi người cũng đang rất là chờ đợi, đó là rút thăm may mắn. Và đây sẽ là những món quà đến từ các thành viên của Gabi Sport và Monster Energy sẽ dành tặng cho tất cả các bạn. Rồi, những bạn nào chúng ta đã có những lá phiếu rồi thì chúng ta lấy những lá phiếu đó ra kiểm tra con số của mình. Chuẩn bị nhé các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ rút thăm 5 giải khuyến khích. Và Huy sẽ là người rút và chọn ra 5 bạn được 5 thùng Monster các bạn nha.
đấy đi. Ai biết không? Anh Gấu. Anh Gấu. Anh Gấu hả? Anh Gấu quy mô. Không có chú. Anh Gấu quy mô hả? Anh thử đi xem có được không? Mà có xé tim anh nó kỳ lắm. Mà được phép ăn thử không vậy? Cũng được đấy, giờ nó là của tao. Có đấy. A few moments later. Đêm nay vỗ tay chúng ta rất dễ thương nha các bạn, tranh thủ nha. Các bạn ra của chúng ta chỉ ở lại trong phút nữa để các bạn sẽ rời đi đi các bạn. Luôn luôn ổn, vì fan. Vì fan em sẽ làm tất cả. Kể cả mệt mỏi. Các bạn ơi. Chúc mừng anh ạ. Chúc mừng anh Lê Vinh ạ. Năm nào mà em mong là sẽ mong có nhiều hơn năm ạ. Nhiều hơn 10 năm luôn. Nhiều hơn 30 năm luôn cũng được nữa. Đây là món quà bất ngờ của các bạn fan dành cho Lê Vinh. 1, 2, 3. Rồi, nhắm mắt lại uống đi Lê Vi. Có thể uống. Rồi, khó lắm, có cái quạt khó lên nữa. Rồi, giữ nguyên nó thổi luôn. Giữ nguyên nó thổi luôn, chứ bỏ ra là con nó sẽ tắt. Uống đi Lê Vi. Mình uống thêm 10 năm nữa là được. Review review cái này ngon nha. Sữa xe mình thì lên mình 10 điểm hết chứ. Như nhau hết á. Mọi người ơi, quay lấy sử dụng đi. Đưa trà sữa cho mình nha. Giờ trà sữa lên chụp hình mọi người. Ủa em chờ có đi đá rồi. Được. Cái gì? Hết luôn em. Dạ luôn em. Cũng hết rồi kìa. Sao mệt hả? Cũng hết rồi kìa. Không, gọi lại đi rồi. Chưa đã. Nè. Đâu đâu, mấy xin đâu. Dạ bụi. Nhỏ là quá. Rồi. Mấy người sao mệt. Tim, cầm trà sữa ra cho lên chỗ nè. Dạ. Dạ. Hả? Ai cấm ông hút vô giùm Thái Vinh hả? Trời ơi. Đây. Nãy giờ. Tức Thái Vinh về luôn. Như thứ hai rồi. Siêu ngon. Vẫn ngon như ly đầu tiên. Vẫn ngon. Chứ ra ngoài chấm mũi em ơi. Chấm mũi đến bộ ly thứ mấy á? Đó lớn quá anh. Ủa? Mày uống dữ vậy? Nè. Nhìn tay em. Mình mày uống 2 ly vậy? Ờ em uống mới 1 ly à. Thì mới cắm cho nó xong. Thôi. Để luôn, để luôn. Cái gì vậy? Thôi, thôi. Em không làm gì thì em được. Dung chó. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Đây để giúp cho kéo ra nè. Cắn giữ chặt nè. Đó. Đừng hết đi. Nó lớp đâu rồi. Không kể đi. Đừng thấy Dinh nhất cái nhà luôn. Đẹp lắm thôi trời ơi. Đi ơi. Cũng sao. Ra ngoài cho thằng Dinh nhất luôn. Anh đi ra ngoài chưa? Ngon nha. Đúng không? Cameraman chạy nước miếng ra ngoài nào. Này nó hay kì cameraman nhớ ta. Cùng cùng quá. Đừng có làm ăn này ra ngoài chụp hình. Ta là con thôi. Làm gì mày hào hào vậy? Không làm kìa.